Anh gọi tôi là gì? Anh gọi tôi là Ân Khánh Ngân Long. À, tôi xong rồi. Nó chôn đấy, con lợn này nó chôn đấy. Con lợn này nó gặp anh, nó toàn chôn không à. Hôm qua nó xuống, nó ganh cho anh xong nó ăn hết lính của anh luôn. Nó không ganh cho mình đâu em ạ. Thằng chó Khánh nó không ganh cho mình đâu. Rể rách. Không, chưa 2 giờ á. À, cái gì vậy? Đâu dài vậy? Ôi, nó chết rồi, sao nó vào được hay vậy? Đuổi, đuổi nó ra đi. Đuổi ra đi, chó này. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Okay. Trời ơi, Lee Sin này nó gà quá. Cái gì bạn ơi? Cái này đơn giản. Biết chơi game đấy mà. À, là phun máu nó bắt mình tanh, nó bắt mình bất flat ạ. Đéo hiểu thằng Lee Sin này để rách thật. Tanh sao mất flat, đi ra sân sớm đi, mất flat làm gì? Người ta nhiệt tình. Tại sao không phải là máy tanh? Phải là 33 đấy nhỉ? À là cái mắt này. Được, ok. Hết 6 nhá, em giết một bạn anh 6. Đây là Long anh. Anh nhìn quay lại nào. Cái. Anh Long hay quá. Chịu rồi bạn ơi. Lỗi Long rồi. Bạn né luôn, chết tôi luôn. 32% 6. Boom headshot. Này Long ơi. Đây đừng anh boss nữa được không à Khánh ơi. Long có làm gì đâu mà hai khen vậy. Khánh ơi đừng anh boss nữa Khánh. Long ở dưới boss tự chơi được. Lên ganh cho Kia đi. Kia thọt lắm rồi đấy. Đó. Kia này hơi lục, hơi lục. Linh anh cho Kia đi. Không muốn đấy. Ôi dồi. Rồi, nó ta ở đây là. Trôn. Kéo, nó kéo. Ôi dồi ôi. Đẩy lính vào nhá. Biết đâu nhanh không? Vào bụi. À là nào. Không. Lúc nào cũng để mà, lúc nào cũng để đây mà. Hạt á, một cái hạt á, một cái hạt á. Đây, ba thằng gà, ba bốn thằng gà. Đi xin lại, đánh đi xin luôn. Bên này cũng được rồi, đây xuống qua đây, xuống qua đây. Ai tài không xuống qua nhé. Đi vô lại. ATV sau lưng, ATV sau lưng, chẳng ở trên. Flash bên này nhá, flash ATV á. Đấy. Rồi đó. Rồi chúng biết được. Đợi cho nó hết đây rồi. 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 Ra đây, chứ ra đây. Chúng ta sẽ đắt lấy giờ được. Fighting Underway, ngã đi số 1 lòng em. Cái gì? Ai. Salad sau. À để con xe đấy nào. Này. Thôi bên này, Phải Long. Tiếp Long. Chưa được rồi chung. Được chưa? Trời ơi.
đâm. Nó còn lá nha Long, còn lá nha Long. Okay, chưa được okay. Long. Cờ đốt luôn anh ơi. Nào. Nhẹ nhàng thôi em, mới là nhẹ nhàng thôi, mới là sướng sướng thôi. Mới là sướng sướng thôi, mới là cơ bản mà. Gơi. Mới cái này cơ bản mà. Bắn cái mùi đéo chết ai. Năm lên đấy. Rồi rồi, cơ bản, cơ bản. Cơ bản, cơ bản. Cơ bản. Bắn thằng này đút thằng kia. Đang tính làm highlight. Trời ơi. Không đỡ em, không đỡ em. Anh Long. Nhãn quan chính thần của anh Long mất hết rồi. Lôi. anh Long nhầm. Quên. Làm mid đây. Quay xem nghĩ chơi nữa. Đang đợi nó ra đếp. Chủ động đặt nó luôn anh. Sao lưng vào. Nó vòng ngoài bên em ơi. Vào bên đây nè, làm chung là lên top kìa, bắt gì kìa. Mày cần di chuyển nè. Có thời gian để chở anh, chứ nó nhờ nó dọn, nó mắc, nó phá mất tiệm nó dọn đứng chở. Có em nè. Bên đây bắt rồi. Red cái. TP luôn anh ơi. TP luôn. Nó đang không có lát này. Để đẩy cái mid lên. Còn bao nữa nha, đây nó có TP nè. Có lát này, đủ lát, full lát, đủ lát rồi đó. Có cái gì TP luôn nè. Từ từ hơi mất tiếng nha. Được, không biết là Kha'Zix cái này. Mất cắm, mất cắm như bao con. Đẩy mid trước rồi. Từ từ. Rồi, team đây bạn ơi, có ai không? Quýnh nữa anh cánh. À là Kha'Zix này. Kha'Zix này. Ui á. Đúng rồi. Rồi em cơm vô fail. Rồi chết rồi, chết rồi. Anh Na làm giùm em rồi. Mít luôn. Rồi bỏ. Na được không? Vãi cơm vô ghê. Đúng là bú win nè. Anh Khánh bú win ghê luôn á. Cặp đường khác mình thấy ngồi chửi mó phai đấy. Bye bye em Khánh nha. Rồi. Hai thầy trò ấy thiền kinh coi chừng nha. Yêu quái chờ game sau á. Ok. Nếu mà anh Long của em là AD số 1 lòng em thì tất nhiên là không thấy chung rồi. Người support số 1 lòng em luôn. Cái người mà kiểu gọi là hiền thục mà dễ thương, đánh hay mà không có hay thể hiện nữa. Chỉ có anh chung rồi. Nói với em thôi, ai nói gì kệ ta, nhưng mà nói với lòng em mà thấy anh chung là vậy. Thôi được rồi, anh chị mày. Danh đi dương em tưởng lòng không? Không, nhưng mà thằng là đệ đằng lòng mà. Em là em ở lòng mà. nghe cái giọng là biết rồi gì nữa. em đi top của Lộc, dạ em đi top mà. Nghe giọng là y chang Lộc luôn đấy tí. Đợt đánh là TCS là của Lộc kèm em mấy phát.